Vâng, rất rất tuyệt vời. Vâng, đứng ở bên dưới thì chúng tôi thấy nhóm nhảy của mình ngoài những cái động tác uyển chuyển của điệu van rất nhẹ nhàng, và chúng tôi còn thấy có kết hợp cả những cái điệu múa của dân vũ rất là đẹp. Muốn hỏi trưởng nhóm một chút là với cái bài này, với một phong cách mới, rất là mới lạ trong thời khắc giao thừa, thì với những bộn bề của những công việc chuẩn bị cho cuối năm để chúng ta đón năm mới, thì chúng ta cân đối như thế nào để mà tập được một cái bài rất là hay và nhuần nhuyễn như thế này? Dạ, kính thưa anh Tập và thưa toàn bộ quý vị khán giả, chúng em sẽ tập vào những buổi tối, ngày thì vẫn đi làm kiếm sống bình thường ạ, và tập đều ạ. Vâng, câu lạc bộ chúng ta toàn tập buổi tối thôi, rất là đáng hoan nghênh. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ và cảm ơn cho câu lạc bộ khiêu vũ của anh. Xin được cảm ơn các vũ công rất nhiều.